Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay em có sẽ gửi tới mọi người dự án Boxia nhận token BID nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì dự án này là một dự án DeFi nha các bạn. Thì nó xây dựng DeFi là một cách công bằng và có giá trị. Thì Boxia thì nó là một giao thức thanh khoản. Thì nó cũng là một sàn giao dịch, là một giao thức thanh khoản canh tác tài chính phi tập trung, được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum ERC20 các bạn. Thì giao thức này có nghĩa là cái dự án này có mã thông báo quản trị gọi là BID. Thì cái con token của dự án này có tên mã là BID. Thì nó cũng là một cái mã thông báo, cũng là một token gốc của cái dự án này. Thì cái dự án này nó cũng tương tự như là cái dự án Year Financy thôi các bạn. Thì Year Financy có nghĩa là con EFI ấy. Thì con EFI nó cũng giống như cái dự án này, và dự án này nó cũng giống như của con EFI thôi. Thì hiện tại dự án này cũng là đang trong chương trình beta. Thì cái trang chủ của dự án Year Financy EFI thì hiện tại nó cũng đang là beta. Thì cái dự án này thì nó cũng là một cái dự án cũng là Year Farming thôi. Thì chúng ta mở thanh khoản và farm token tương tự như là con Financy EFI. Thì đây là trang chủ dự án này các bạn. Thì con cái dự án này nó có tổng cung của mã thông báo gốc của nó là 590.000 500.000 token các bạn ạ. Tổng cung của nó là 500.000 nha các bạn. Thì giá hiện tại của nó này, giá hiện tại đang bán ITO của nó là 1 ETH là tương đương là 250 BID. 250 token BID. Và giá niêm yết thì sau này khi mà giá niêm yết lên các sàn giao dịch đó, thì giá của nó là 1 ETH thì khoảng là 150 token BID. Thì hy vọng cái dự án này thì hy vọng là cái trend DeFi nó sẽ quay lại vào năm 2021 này. Thì hy vọng dự án này sẽ phát triển và như con EFI để chúng ta kiếm được một ít trên các bạn. Tổng cộng nó 500.000 các bạn. Thì hiện tại thì con này đang có chương trình airdrop. Thì đây là chuỗi farm của nó nữa các bạn. Mình cho các bạn chuỗi farm nó tương tự như còn là Year Farming thôi. Cái chuỗi farm chúng ta liên kết với và chúng ta là mở thanh khoản và farm thôi. Đây nè, Year Farming. Thì ở phần cái stat farm token này thì mình khuyên các bạn thì đừng nên tham gia, đừng nên đầu tư vào những cái dự án như thế này ha. Thì đã nói là đầu tư thì phải có rủi ro. Thì mình nếu mà bạn nào muốn tham gia vào những cái dự án đầu tư là farm token hoặc là stake gì thì các bạn phải tìm hiểu trước khi tham gia nhé, để tránh cái trường hợp mà các bạn mất tài sản vô cớ. Thì ok, thì hiện tại thì nó đã có chương trình airdrop. Thì để tham gia vào airdrop của dự án này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là một token BID, và các bạn sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và các bạn sẽ nhận được thêm là 0.5 token BID cho một referral. Thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì các bạn nhập lại mã captcha. Ok. Thì sau khi các bạn nhập lại mã captcha xong thì các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào Bitation Bay này. Chúng ta tiến hành làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group. Cho nhiệm vụ đầu tiên các bạn ấn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Dự án này cũng vừa mới ra mắt thôi các bạn. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là join vào kênh channel, các bạn ấn vào Telegram channel. Chúng ta tiến hành join. Hy vọng cái dự án này nó sẽ bay vô con EFI các bạn. Ok, sau khi join vào kênh channel xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là follow Twitter, like và retweet lại Binder bot, các bạn ấn vào Twitter. Thì trên Twitter của dự án Boxia này, các bạn tiến hành ấn vào nút theo dõi.
Sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đã ghi nút 9 giờ này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào tụ bích lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm dụng tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Medium. Các bạn ấn vào Medium. Thì hiện tại thì mạng xã hội Medium thì nó đang chặn cái IP Việt Nam các bạn. Thì bạn nào mà vào Medium không được á thì các bạn có thể vào trên CH Play hoặc là Apple Store. Các bạn tải cái ứng dụng VPN về, các bạn phải đi sang cái nước khác thì các bạn sẽ vào được mạng xã hội Medium thôi nhé. Thì các bạn cứ lên các cửa hàng là CH Play hoặc là App Store, các bạn gõ cái chữ là VPN thì nó sẽ ra hàng loạt ứng dụng thôi. Các bạn tải về. Còn nếu mà các bạn đã đăng nhập vào được Medium rồi thì thôi, không cần phải ID. Thì trên Medium của cái dự án này, các bạn tiến hành ấn vào nút follow. Sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là sign up website, beta testing on the website này. Các bạn ấn vào chữ website nhé. Thì trên website của dự án Boxy này, các bạn kéo xuống bên dưới ấy, thì ở bên dưới nó sẽ có phần là sign up. Đây nè, các bạn điền lại email. Ở phần cái ô enter email thôi nè, các bạn điền lại email của các bạn nhé. Ok, sau khi các bạn điền lại email xong thì các bạn ấn nút sign up. Chúng ta tiến hành đăng ký. Ok, thank you for sign up. Thì sau khi sign up xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút process. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây, các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó hỏi chúng ta là username Twitter. Username Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn ấn vào tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó hỏi là username Medium. Thì username Medium thì các bạn quay trở lại với kênh mạng xã hội Medium. Thì trên mạng xã hội Medium các bạn chọn vào phần chỗ hình đen đen ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Chắc phải fade đi rồi các bạn. Nó giờ trang chủ Medium là nó không bao giờ mà vô được Medium. Mình phải fade đi thôi. Bạn nào mà không nhớ, bạn nào vào Medium không được thì nhớ tải VPN về sau đó bật lên nhé. Các bạn bật VPN lên là nó sẽ trên Medium này chúng ta sẽ vào được thôi. Thì sau khi các bạn ấn nút đen đen xong ấy thì nó sẽ hiện ra cái avatar của các bạn thôi. Các bạn chọn vào avatar của các bạn nhé. Các bạn nhấn vào avatar này. Thì sau đó các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn lại nhé. Các bạn copy lại cái A cộng ở chỗ A cộng ấy. Các bạn sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Medium của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email mà các bạn đã đăng ký trên website của họ, của dự án. Thì các bạn hồi nãy các bạn đăng ký bằng email nào thì bây giờ các bạn điền lại email đó nhé. Sau đó các bạn gửi cho bot. Tiếp theo thì nó hỏi chúng ta là địa chỉ ví ERC20 của các bạn là gì. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là Miser Wallet nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn. Chúng ta sao chép lại địa chỉ ví ETH, sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Bây giờ các bạn có thể ấn vào phần Your Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là một token BID. Và để lấy link red thì các bạn có thể ấn vào phần Referral để lấy link red nhé. Thì đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại link red đi tìm thêm bạn bè để nhận thêm token. Thì qua một lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 0.5 token BID. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận một token BID từ dự án Boxia, một con token DeFi. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.